cú knock out quyết định. Hồng Hạnh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau phát ngôn đầy mùi thuốc súng của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, các quốc gia phương Tây đã nhảy dựng lên chỉ trích dữ dội. Trong bối cảnh hỗn độn đó, lạ kỳ là Mỹ chỉ nhỏ nhẹ đáp lại, nước này không nhận thấy có dấu hiệu nào như Nga nói. Miệng cười mà lòng đau như cắt. Trên thực tế, Washington đã thực hiện một động thái khác nhằm chọc ngoáy vào lỗ hổng đang tồn tại trong các thỏa thuận với Nga, hòng khiến Moscow bất lợi. Câu hỏi đặt ra là mục đích của chính quyền ông Biden có đạt được hay không? Trước khi đến với câu trả lời, hãy cùng Hồng Hạnh điểm qua những diễn biến nóng tại chiến trường Đông Âu cùng loạt cảnh báo cực kỳ nguy hiểm cho quân đội Ukraine ngay sau đây. Ukraine gồng mình giành lại Crimea, Mỹ thừa nhận không thể. Giữa lúc các cuộc giao tranh ác liệt nổi lên khắp khu vực Donbass ở phía đông Ukraine, một cuộc chiến khác cũng đang nhen nhóm tại Crimea. Đó là những vụ nổ vào ban đêm, các hành động phá hoại và thông tin sai lệch mà tác nhân đằng sau chính là chính quyền Kiev. Theo CNN, giành lại Crimea có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi với Ukraine, nhưng nước này vẫn đang cố gắng để làm suy yếu lực lượng Nga tại đây. Và người Nga đương nhiên sẽ nỗ lực hết sức để củng cố năng lực phòng thủ trên bán đảo mà họ đã sáp nhập vào năm 2014. Chẳng hạn như là xây dựng thêm công sự và chiến hào. Hình ảnh vệ tinh hồi tháng 2 cho thấy Nga đã tăng cường đáng kể thiết bị quân sự và thiết giáp tại một số khu vực trên khắp miền Bắc Crimea. Quân đội Ukraine hiện đang tiến hành các cuộc tấn công vào Crimea với hai mục đích. Một là quấy rối hạm đội Biển Đen, hai là phá vỡ các tuyến tiếp tế quan trọng của Nga. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là chi tiết về các cuộc tấn công này rất ít và hiếm khi được chia sẻ một cách chính thức. Các quan chức Ukraine thường thận trọng khi đề cập đến bất kỳ một động thái quân sự ở Crimea. Chúng tôi cho rằng động thái ít tiết lộ thông tin về Crimea xuất phát từ việc đây là bán đảo chiến lược mà Nga đã sáp nhập 9 năm trước. Hơn nữa, một phần của cuộc chiến chủ yếu diễn ra trong bóng tối, khác xa với cuộc chiến tiêu hao tàn khốc đang nổi lên khắp Donbass. Việc chia sẻ hay đề cập công khai đến các động thái tại bán đảo này rất có thể sẽ là phát ngôn sai lầm, tiết lộ nhiều bí mật quân sự và kế hoạch tương lai. Trong bối cảnh Nga ngày càng đẩy mạnh đà tiến công, giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ, khu vực chiến lược, bất kỳ một sơ hở nào, dù chỉ là nhỏ nhất trong những tuyên bố từ phía Ukraine, sẽ ngay lập tức trở thành mũi dao nhọn thọc sâu vào điểm yếu của nước này. Trong một dịp hiếm hoi, phía cơ quan tình báo của Ukraine tuần trước xác nhận, các vụ nổ ở thành phố Dnipro của Crimea là do cuộc tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào các tên lửa hành trình Kalibr của Nga đang được vận chuyển tới bán đảo bằng đường sắt. Ukraine thậm chí còn ngang nhiên tuyên bố cuộc tấn công nhằm mục đích phi quân sự hóa Nga và chuẩn bị giải phóng bán đảo Crimea. Hai ngày sau các vụ nổ trên, bầu trời đêm phía trên Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen, lại tiếp tục rực sáng. Thống đốc Sevastopol tuyên bố một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên biển của Ukraine vào thành phố đã bị thất bại. Trên thực tế, đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine nhằm vào Sevastopol, thủ phủ của Crimea. Trước đó, nước này đã cho thấy nhiều nỗ lực đáng kể trong việc bẻ gãy phòng tuyến Nga tại bán đảo chiến lược miền Nam. Thế nhưng, cũng đều đã bị đẩy lùi. Quý vị nghĩ xem, với một người ngoan cố như ông Zelensky, liệu có chấp nhận thua cuộc dễ dàng trước tất cả các điều này hay không? Đương nhiên là không. Nếu các biện pháp quân sự bất lực trước sức mạnh của Nga, thì ông ấy sẽ tìm cách thực hiện các hành động phá hoại khác. Truyền thông Nga đưa tin, một nỗ lực làm nổ đường ống dẫn khí ở thành phố Simferopol đã khiến vùng này xảy ra hỏa hoạn lớn. Liên Hợp Quốc báo cáo họ đã ghi nhận 210 vụ truy tố các hành động công khai làm mất uy tín và cản trở các lực lượng vũ trang Nga ở Crimea tính đến cuối tháng 1. Chưa kể, Kiev vẫn liên tục thực hiện các kế hoạch gây bất ổn cho khu vực, chẳng hạn như vụ tấn công gần đây để tung tin giả về lệnh sơ tán khỏi bán đảo. Thưa quý vị, theo CNN, các cuộc tấn công như vậy trong suốt thời gian qua không báo trước khả năng Ukraine có thể giành lại Crimea hay không. Hiện tại thì bán đảo chiến lược này vẫn là một mục tiêu xa tầm với chính quyền ông Zelensky. Thậm chí, cả Mỹ, đồng minh quân sự quan trọng nhất của Ukraine, cũng đã công khai thừa nhận Kiev khó lòng có thể giành lại Crimea từ tay Nga nếu chỉ dùng vũ lực.
Khi được hỏi liệu có ủng hộ mục tiêu giải phóng Crimea của Tổng thống Volodymyr Zelensky hay không, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đau đớn cho rằng sẽ có lãnh thổ ở Ukraine mà người Ukraine quyết tâm chiến đấu trên thực địa và có thể có lãnh thổ mà họ quyết định rằng họ sẽ phải cố gắng lấy lại bằng cách khác. Theo đó, ông đang ám chỉ Crimea và các biện pháp ngoại giao, đàm phán. Nói cách khác, theo Ngoại trưởng Mỹ, nếu muốn giành lại quyền kiểm soát bán đảo này, thì Ukraine chỉ còn cách đầu hàng. Tại một bài viết trên Asia Times về vấn đề này, các chuyên gia cũng khẳng định Crimea sẽ không phải là một cuộc chiến dễ dàng cho Ukraine. Các lựa chọn như là tấn công đổ bộ hoặc là không kích quá rủi ro, bởi Nga vẫn còn dư giả các loại khí tài, phòng không và hải quân có thể sử dụng được. Còn nếu tấn công trực diện xuống eo đất Perekop thuộc vùng đồng bằng phía Bắc Crimea, thì chính quyền Kiev sẽ ngây thơ đâm đầu vào chỗ chết. Eo đất này hiện là khu vực Nga tăng cường lực lượng phòng thủ. Chưa kể, nếu xảy ra giao tranh, Perekop sẽ biến thành một điểm nghẹt lý tưởng ngăn chặn các lực lượng bộ binh Ukraine trước đà tiến công của Nga. Không phải ngẫu nhiên mà tên của nó, Perekop, được tạm dịch là chiến hào. Eo đất này đã được củng cố bởi nhiều quốc gia trong nhiều thế kỷ qua. Và một lần nữa, lịch sử cho chúng ta biết rằng sẽ là thử thách lớn, ít có khả năng cho Ukraine trong việc chiếm lại Perekop nói riêng và Crimea nói chung bằng một cuộc tấn công trực tiếp. Bây giờ đây, trước thực tế không mấy khả quan, thì ông Zelensky liệu có tiếp tục đặt Crimea làm mục tiêu chính yếu trong danh sách các vùng lãnh thổ cần giành lại quyền kiểm soát hay không? Nút thắt xung đột rồi sẽ được gỡ rối như thế nào? Trong bối cảnh đó, nội bộ Mỹ, tri kỷ của Ukraine cũng đang rối như tơ vò. Sau tuyên bố nguy hiểm về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus của Nga, Mỹ cùng các quốc gia đồng minh đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Phương Tây thì cho rằng Nga đang cố tình leo thang căng thẳng. Ngay lập tức, Washington đã thực hiện một động thái trả đũa Moscow bằng việc quyết định ngừng chia sẻ dữ liệu hạt nhân chiến lược với nước này. Thực hư sự việc như thế nào? Hãy cùng tiếp tục đi tìm hiểu với Hồng Hạnh ngay sau đây. Mỹ ngừng chia sẻ dữ liệu hạt nhân, Nga nói vô hiệu. Theo Reuters, trong ngày 28 tháng 3, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington sẽ dừng chia sẻ dữ liệu hạt nhân chiến lược với Moscow. Quyết định của Mỹ được đưa ra sau khi Nga tạm đình chỉ và không tuân thủ các quy định của Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Trích lời ông Kirby, theo luật pháp quốc tế, Mỹ có quyền đáp trả việc Nga vi phạm Hiệp ước New START bằng các biện pháp tương xứng, do Nga đã không tuân thủ đầy đủ và từ chối chia sẻ dữ liệu 6 tháng một lần như đã đồng ý trong Hiệp ước. Chúng tôi được phép tạm ngừng chia sẻ dữ liệu. Theo thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga, thì hai bên có trách nhiệm trao đổi dữ liệu toàn diện, bao gồm số lượng và các đặc tính của hệ thống vũ khí 6 tháng một lần. Ông Kirby nói thêm, Nhà Trắng chưa nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga đang vận chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật sang Belarus. Ngoài ra, thì Mỹ cũng không có kế hoạch thay đổi trạng thái hạt nhân chiến lược của mình trước động thái của Nga. Có nghĩa là tuyên bố nguy hiểm khiến cả phương Tây nhảy dựng lên của Moscow không đủ sức nặng để có thể làm ảnh hưởng đến Washington. Hiệp ước New START được ký kết vào năm 2010 bởi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Dmitry Medvedev. Hiệp ước chính thức có hiệu lực từ năm 2011, tập trung vào việc giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai. Cụ thể, kho vũ khí chiến lược của Mỹ và Nga bị giới hạn ở mức 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom, và 800 bệ phóng đã triển khai và chưa triển khai. Vào tháng 2 đầu năm nay, Nga đã thông báo tạm ngừng tham gia Hiệp ước New START. Cũng liên quan tới vấn đề này, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ngoại trừ các dữ liệu chia sẻ định kỳ trên, thì ở Washington vẫn sẽ cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho Moscow theo Hiệp ước. Chúng tôi cho rằng, quyết định mới nhất từ phía Mỹ ở trên thực chất chỉ là hành động giận dỗi khi không thể phản kháng hay tấn công. Việc Mỹ tiếp tay cho Ukraine không được, nước này quay sang soi xét các thỏa thuận, hòng chặn các lỗ hổng sẵn có, gây bất lợi cho Nga. Đương nhiên là việc này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Điện Kremlin. Chính quyền ông Putin trước đó thậm chí đã chủ động đình chỉ New START cơ mà. Động thái đình chỉ đã tác động đến Mỹ phần nhiều khi mà nước này khó giám sát quá trình tuân thủ hơn, nếu chỉ sử dụng các phương tiện kỹ thuật quốc gia. Bình luận về tuyên bố mới nhất từ Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov nói với hãng thông tấn TASS hôm thứ Ba rằng
Các lập luận của Hoa Kỳ về việc đình chỉ sự tham gia của Nga trong Liftat là vô hiệu về mặt pháp lý. Nhà ngoại giao chỉ ra, họ gửi các ghi chú cho chúng tôi. Họ phản đối và nói rằng chúng tôi không có quyền đưa ra quyết định mà chúng tôi đã đưa ra. Đây là những lập luận vô hiệu về mặt pháp lý. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, Moscow đã nêu rõ điều này trong thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga rằng, người Mỹ làm suy yếu các nguyên tắc cơ bản được truyền đạt trong hiệp ước và được ghi trong phần mở đầu. Trong đó có viết rằng, Nga và Hoa Kỳ sẽ phát triển hợp tác dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, đồng ý đảm bảo an ninh không thể chia cắt trong bối cảnh nỗ lực của họ nhằm hỗ trợ sự ổn định chiến lược. Theo ông, những nguyên tắc này hiện tại đã bị chính quyền Mỹ vi phạm và loại bỏ. Và thế là, căng thẳng Nga-Mỹ vốn đã leo thang, nay lại càng trầm trọng hơn bao giờ hết. Tại cuộc xung đột với Ukraine, Hoa Kỳ đã nhiều lần công khai viện trợ khí tài hạng nặng, quân sự, chiến lược, tình báo thông tin cho chính quyền Kiev. Điều này rốt cuộc xuất phát từ tư lợi cá nhân và âm mưu kéo dài xung đột của cường quốc quân sự số 1 thế giới. Thay vì trực tiếp giao tranh với Nga, thì ở Washington lại vẽ ra một bức tranh dài hạn. Ở đó, Kiev bị biến thành quân cờ xấu số để thực hiện nhiều mục tiêu mà Mỹ đặt ra. Thế nhưng, trong bối cảnh con cờ này ngày càng không nghe lời, thậm chí rước về nhiều thảm bại nặng nề, thì nội bộ Mỹ đã xảy ra bất ổn. Bình luận về tình hình nước Mỹ hiện nay, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đã đưa ra quan điểm của mình. Ông cho rằng, không sớm thì muộn, chính quyền ông Biden sẽ sụp đổ. Theo vị quan chức, Nga đã giúp Hoa Kỳ trong chiến tranh giành độc lập và nội chiến, nghĩa là trên dưới hai lần, Moscow đã lôi Washington lên từ vũng bùn lầy. Đương nhiên, lần thứ ba sẽ không xảy ra. Ông Nikolai Patrushev nhận định, nếu vì mục đích bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ của Hoa Kỳ, thì ngay cả những người Mỹ bình thường cũng sẽ không nhấc một ngón tay, bởi vì họ hiểu rằng chính quyền không cần đến họ. Ông đồng thời lưu ý, Hoa Kỳ đã đạt được vị thế của một siêu cường bằng cách đè nén các dân tộc khác. Thế nhưng, nước này vẫn chỉ là một tấm chăn chắp vá có thể bung ra ở các đường chỉ khâu. Đối với Mỹ, chỉ có hạnh phúc riêng của bản thân mới là quan trọng mà thôi. Trước kịch bản nguy hiểm về ngày mà chính quyền Joe Biden sụp đổ, thì Mỹ liệu sẽ làm gì? Ngừng giúp đỡ vô ích cho Ukraine ngay lập tức? Hay là đồng sức đồng lòng thực hiện một cuộc phản công quy mô chưa từng có để đuổi Nga ra khỏi lãnh thổ? Chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời cùng quý vị ở những video sau. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng TBS nâng tầm kiến thức. Nhớ ấn like, share và subscribe để theo dõi những video sắp tới và hẹn gặp lại quý vị ở những chủ đề tiếp theo.